màn hình của quý vị và các bạn. Trong khi đó, Linh Giang và Minh Tuấn sẽ thi đấu ở phần sân phía xa màn hình của quý vị và các bạn. Như vậy, Linh Giang sẽ là người giao bóng đầu tiên. Tình huống forehand không tốt của Kenny Boone. 15-0. Lỗi giao bóng 1 của Linh Giang. Cú forehand hơi thừa lực của Linh Giang. Điểm 15 đều. Đó là một pha phối hợp tốt của Linh Giang và Minh Tuấn. Bất chấp việc Kenny Boone cũng có một tình huống trả giao bóng khá tốt, nhưng Minh Tuấn đã làm chính xác trong pha xử lý trên lưới vừa rồi. 30-15. Lần này thì Minh Tuấn lại không thực hiện thành công tình huống vô lê trên lưới. Điểm 30 đều. Đó là một điểm số mà Văn Phương đã thực hiện rất tốt tình huống trả giao bóng bằng cú trái tay. Lỗi giao bóng 1 của Linh Giang. Những tình huống rally từ phía cuối sân của Linh Giang và Kenny Boone. Trong pha bóng vừa rồi thì Linh Giang đã thực hiện tình huống forehand rút lưới. 30-40. Ngay trong game đấu đầu tiên thì bộ đôi Minh Tuấn và Linh Giang sẽ phải cứu điểm break. Một tình huống giao bóng rất tốt của Linh Giang. 40 đều. Sẽ là điểm bóng vàng. Ngay trong game đấu đầu tiên thì chúng ta đã được chứng kiến điểm bóng vàng. Văn Phương sẽ là người đỡ giao bóng trong tình huống này. Tiếp tục là một tình huống giao bóng rất tốt của Linh Giang. Game thắng cho bộ đôi Trịnh Linh Giang và Phạm Minh Tuấn. Xin chào anh Phạm Ngọc Chiến, bạn Minh Duy, bạn Nguyễn Duy Lam và quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp trên kênh sóng của diễn đàn Vinh Infinity cũng như Facebook của Farmer Hiếu Media. Game đấu thứ hai chuẩn bị được diễn ra, các vận động viên đã đổi sân. Trong game đấu thứ hai, theo quan sát của chúng tôi, có lẽ Kenny Boone sẽ là người giao bóng. Kenny Boone từng có thời gian thi đấu chuyên nghiệp. Anh thường thi đấu ở nội dung đơn nam. Chính thế lối chơi của Kenny Boone, điểm mạnh của anh chính là những tình huống đánh bóng từ phía cuối sân. Vừa rồi là lỗi giao bóng 1 của Kenny. Tình huống backhand thực sự là cực kỳ đẳng cấp của Kenny Boone. Một tình huống ra vợt rất kín và nó đã làm khó cho Minh Tuấn ở trong pha xử lý trên lưới. Điểm 15-0. Tiếp tục là lỗi giao bóng 1 của Kenny.
tình huống xử lý trên lưới chính xác của Văn Phương. Điểm 30-0. Đó là một cú return winner xuất sắc của Linh Giang. Đó là một pha xử lý có lẽ là đặc trưng của Linh Giang. Một tình huống đánh backhand rất giống với tay vợt Nicky Kios của Australia. Một tình huống mở vợt ngắn và nó đã mang lại điểm số cho Linh Giang và Minh Tuấn. Tình huống vô lê trái tay ra ngoài của Văn Phương. Đó là một pha xử lý lỗi khá đáng tiếc của Văn Phương trong một tình huống mà anh đã có nhiều lợi thế hơn so với người đồng đội ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. 30 đều. Đó là tình huống đánh bóng dọc dây không thành công của Kenny. Trong pha bóng vừa rồi thì các bạn đã có thể thấy lại được hình ảnh của Linh Giang với những pha xử lý bền bỉ và chắc chắn ở phía cuối sân. Cơ hội để giành back cho bộ đôi Linh Giang và Phạm Minh Tuấn. Lỗi giao bóng 1 của Kenny Boone. Giờ thì Kenny Boone và Văn Phương sẽ phải cứu điểm break này bằng một tình huống giao bóng 2. Tình huống đánh bóng rất khéo. Bóng vẫn còn. Không. Trong pha bóng vừa rồi các bạn có thể thấy là Kenny Boone phòng ngự tốt như thế nào ở phía cuối sân. Nhưng bộ đôi Linh Giang và Minh Tuấn đã rất tập trung và chính xác trong pha xử lý trên lưới. Break đã có và bộ đôi Linh Giang và Phạm Minh Tuấn vừa lên dẫn trước với tỷ số 2-0. À, xin chào anh Dương Henniken, xin chào anh Trường Phạm. Đây rõ ràng là một trận đấu rất đáng chú ý. Tất cả các trận đấu ở nội dung đôi nam 2400 đều có thể coi là những trận đấu chung kết bởi đẳng cấp và trình độ các vận động viên là rất cao. Game đấu thứ 3, người giao bóng sẽ là tay vợt gốc Đà Nẵng Phạm Minh Tuấn. Trả giao bóng ra ngoài, điểm 15-0. Tình huống giao bóng rất tốt của Minh Tuấn. 30-0. Minh Tuấn cao trên 1m8. Cú giao bóng luôn là một điểm tựa rất tốt của anh. Bóng ngoài sân sau tình huống dummy vừa rồi của Phạm Minh Tuấn. Sẽ luôn phải rất cảnh giác bởi Kenny Boone và Văn Phương đều là những tay vợt có những cú đánh từ phía cuối sân rất uy lực. Trả giao bóng ra ngoài. 40-15. Lỗi giao bóng 1 của Minh Tuấn. Tình huống giao bóng và lên lưới không thành công. 40-30.
bóng vẫn còn. Đó là pha xử lý rất tốt của Minh Tuấn, một tình huống vô lê trái tay khi bóng ở trên cao. Game thắng cho bộ đôi Linh Giang và Minh Tuấn, họ đã có game thắng thứ 3 liên tiếp. Tỷ số đang là 0-3. Phạm Minh Tuấn và Văn Phương cũng mới gặp nhau tuần trước trong một trận đấu, trong trận đấu chung kết của giải đồng đội quần vợt quốc gia 2023 được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong trận đấu chung kết thì mặc dù Văn Phương đã vượt qua Phạm Minh Tuấn với tỷ số 2-0 ở trận thi đấu đơn, tuy nhiên trong trận đấu đôi cuối cùng, trận đấu đôi quyết định thì Phạm Minh Tuấn đã giúp thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đội quân đội và giành huy chương vàng ở giải vô địch đồng đội quốc gia 2023. Đó là một giải đấu rất đáng tiếc khi không có sự góp mặt của câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh. Trên màn hình của quý vị và các bạn là ông Thái Trường Giang. Nếu tôi nhìn không nhầm, một trong những cái tên là một người có công rất lớn đối với tennis chuyên nghiệp Việt Nam. Game đấu thứ tư, Văn Phương sẽ là người giao bóng. Cú jumping. Trọng tài xác định bóng tốt. Điểm rơi của bóng ngay trên vạch cuối sân và nó đã làm cho Văn Phương giật mình. Theo quan sát của chúng tôi thì bóng nắng ở trên sân cũng yếu tố làm khó cho Văn Phương trong pha bóng vừa rồi. Tiếp tục sẽ là cơ hội giành break cho bộ đôi Linh Giang và Minh Tuấn. Không như ý của Linh Giang. Một điểm break nữa đã được cứu. Tiếp tục sẽ là Văn Phương với tình huống giao bóng của mình. Giao bóng ra ngoài. Không nghe. Cái vậy. Phải. Hôm trước tỷ số 0-40 nhưng Văn Phương giữ lại được trận đấu cho bộ đôi của mình. Cũng là trận đấu đầu tiên của Văn Phương. Linh Giang sẽ là người chọn tiếp theo trong game thứ năm. Không quá lớn. Vừa rồi của Linh Giang, cơ hội rất lớn để đôi Văn Phương và Thank you.
trả đá bóng không tốt của Kenny Boone. Điểm break tiếp theo đã được cứu. Bốn mươi đều. Một tình huống giao bóng tốt của Linh Giang sẽ là điểm bóng vàng trong game đấu thứ năm này. Lần này có lẽ Kenny Boone sẽ là người đỡ giao bóng trong tình huống bóng vàng. Trong điểm bóng vàng trước đó thì Văn Phương là người đỡ giao bóng, lần này là Kenny. Giờ thì Linh Giang sẽ phải chiến đấu cho điểm bóng vàng bằng một tình huống giao bóng 2. Bóng vẫn còn. Tình huống mà Kenny Boone đã phòng ngự rất tuyệt vời. Rõ ràng là nỗ lực phòng ngự của Kenny Boone đã phần nào làm cho Linh Giang bị nản lòng ở phía bên kia sân. Một tình huống đánh bóng không thật sự như ý của Linh Giang đã mang về chiến thắng trong điểm bóng vàng cho bộ đôi Văn Phương và Kenny. Bộ đôi Văn Phương và Kenny đã đòi lại được một break. Họ rút ngắn tỷ số trong trận đấu này xuống là 2-3. Cảm ơn bạn Tín Nguyễn và bạn Anh Dương Heineken cũng như bạn Nguyễn Duy Nam. Bốn vận động viên sẽ đổi sân trước khi bắt đầu game đấu thứ 6 này. Đây sẽ là game đấu mà Kenny Boone giao bóng. Tình huống trả giao bóng không tốt của Linh Giang. Không, theo quan sát của chúng tôi thì đó là lỗi giao bóng 1 của Kenny. Một tình huống giao bóng rất khó chịu của Kenny Boone. Điểm rơi là ngay chính góc chữ T. 15-0. Tiếp tục là một tình huống giao bóng khá tốt của Kenny. Giao bóng vào góc chữ A hướng về phía trái tay của Phạm Minh Tuấn. Phạm Minh Tuấn đã gặp khó trong tình huống trả giao bóng vừa rồi. 30-0. Và xử lý trên lưới chính xác của Văn Phương. Bộ đôi Kenny và Văn Phương đang làm tốt hơn rất nhiều trong hai game đấu gần đây. Bóng ngoài sân sau cú backhand vừa rồi của Kenny Boone. 40-15. Lỗi giao bóng 1 của Kenny.
Rất tiếc là cú return backhand vừa rồi của Linh Giang lại đưa bóng rúc lưới. Game thắng cho bộ đôi Văn Phương và Kenny Boone. Tỷ số được quân bình là 3 đều. Khởi đầu khá khó khăn khi để thua trong 3 game đấu đầu tiên. Nhưng trong 3 game đấu gần nhất thì bộ đôi Văn Phương và Kenny Boone đã làm tốt hơn rất nhiều khi quân bình tỷ số trong trận đấu này là 3 đều. Đó là một điểm ace của Minh Tuấn. Một pha bóng rất xuất sắc. Xuất sắc có lẽ là từ mà tôi không nên sử dụng nhiều trong buổi chiều ngày hôm nay, bởi nếu sử dụng thì tôi sẽ phải lặp đi lặp lại rất nhiều. Lỗi giao bóng 1 của Minh Tuấn. Đó là lỗi giao bóng kép của Minh Tuấn. Ngay sau khi có được điểm ace thì Minh Tuấn lại mắc phải lỗi giao bóng kép. Tỷ số là 15 đều. Đây là một thời điểm mà bộ đôi Minh Tuấn và Linh Giang đang chịu áp lực tâm lý lớn hơn so với bộ đôi Văn Phương và Kenny phía bên kia lưới. Tình huống smart tốt của Linh Giang. Tình huống di chuyển tốt của Minh Tuấn nhưng pha chạm vợt cuối cùng của anh lại không như ý. Đó là một pha bóng mà Kenny Boone cũng cho thấy khả năng thi đấu trên lưới rất tốt của mình. 30 đều. Đáng tiếc là Văn Phương lại xử lý lỗi trong pha bóng vừa rồi. Một tình huống mà Văn Phương đã có sự chuẩn bị không thật sự tốt. Điểm 40-30. Cơ hội để có điểm game cho bộ đôi Linh Giang và Phạm Minh Tuấn. Và xử lý trên lưới chính xác của Linh Giang. Tỷ số được nâng lên là 4-3. Và xin cảm ơn bạn Nguyễn Duy Nam. Chúng tôi cũng đang cố gắng để khắc phục lại đường truyền, bởi có rất nhiều khán giả đang có mặt tại câu lạc bộ tennis LAN này lúc này, nên một số rắc cắm và dây đang gặp trục trặc. Cảm ơn bạn Trường An, bạn Lê Đẳng, bạn Nguyễn Quốc Huy, bạn Nguyễn Bá Tường. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của gần 400 quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp trên kênh sóng của diễn đàn Vinh Infinity cũng như Facebook Farmer Hiếu. 4 vận động viên sẽ đổi sân trước khi bắt đầu game đấu thứ 8. Đây sẽ là game đấu mà Văn Phương là người cầm giao bóng. Ở sân số 1, theo quan sát của chúng tôi thì hai bộ đôi rất đáng chú ý của quần vợt Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây. Quốc Khánh, Thành Trung, Hoàng Nam và Đắc Tiến đang khởi động trên sân. Đó là một tình huống mà chúng ta cần thấy nhiều hơn ở Văn Phương. Một tình huống ra vợt rất quyết đoán. Điểm forehand winner. Điểm 15-0. Một chút may mắn khi bóng chạm lưới sau tình huống vô lê của Minh Tuấn, nhưng điểm số vẫn có cho Linh Giang và Minh Tuấn. Tình huống mà Minh Tuấn cũng rất nhanh trong việc tràn lưới. Bóng ngoài sân sau cú forehand của Linh Giang.
30-15. Tình huống giao bóng tốt của Văn Phương. Trả giao bóng của Minh Tuấn đã không thành công. Bóng ngoài sân. Đó tiếp tục là một tình huống mà Văn Phương làm rất tốt tình huống giao bóng của mình. Tạo điều kiện cho Kenny Bull có thể tấn công ở trên lưới. Game thắng cho bộ đôi Văn Phương và Kenny. Tỷ số được quân bình là 4 đều. Đây xứng đáng là một trận đấu mà theo nhận định của một số quý vị và các bạn theo dõi trực tiếp, một trận chung kết sớm. Tình huống backhand rất không tốt của Linh Giang. Điểm 0-15. Nhưng ở ô giao bóng thứ hai, ô giao bóng số 2 thì Linh Giang luôn làm rất tốt những tình huống giao bóng của mình. Đây là game đấu thứ 3 trong trận đấu này mà anh cầm giao bóng, thì theo quan sát và tổng hợp của chúng tôi thì Linh Giang luôn làm rất tốt. 15 đều. Tiếp tục là một lỗi tự đánh hỏng của Linh Giang. 15-30. Lỗi giao bóng 1 của Linh Giang. Tình huống đánh bóng không qua lưới của Văn Phương. 30 đều. Hy vọng là ở kỳ SEA Games sắp tới chúng ta sẽ ít khi phải chứng kiến những tình huống tự đánh bóng hỏng như vậy của Linh Giang hay là Văn Phương. Tiếp tục là một lỗi giao bóng 1 của Linh Giang. 1 tình huống backhand winner tuyệt vời của Kenny Bull. 30-40. Sẽ là cơ hội để có break cho bộ đôi Văn Phương và Kenny. Đó là một tình huống mà Kenny đã phán đoán được tình huống setup của Minh Tuấn và Linh Giang. Đó là tình huống mà Văn Phương đã phán đoán và xử lý rất tốt. Điểm bóng vàng và game thắng cho bộ đôi Kenny và Văn Phương. Kenny và Văn Phương vượt lên dẫn trước với tỷ số 5-4. Ở trong tình huống bóng vàng quyết định ở game đấu thứ 9 vừa rồi thì rõ ràng là Văn Phương và Kenny đã phối hợp tốt hơn rất nhiều so với những gì mà họ đã thể hiện trong 9 game đấu đầu tiên. Một tình huống cài bóng rất sâu của Kenny. Và ở trên lưới thì Văn Phương đã thực hiện rất tốt vai trò của mình. Khởi đầu chậm hơn khi để thua trong 3 game đấu đầu tiên. Nhưng trước khi bắt đầu game đấu thứ 10, bộ đôi Văn Phương và Kenny lại đang là bộ đôi có được lợi thế. Họ vượt lên dẫn trước với tỷ số 5-4. Và ở game đấu thứ 10, Kenny, tay vợt người Campuchia, gốc Pháp, sẽ là người giao bóng. Là xin cảm ơn bạn Minh Đỗ, bạn Tạ Xuân Cao, bạn Kiều Liêm, bạn Giang Nguyễn, chị Trần Tuyết Trinh. Tiếc là đường truyền đang có một số vấn đề nên chất lượng hình ảnh thỉnh thoảng không được tốt. Quay trở lại với trận đấu này thì Kenny Bull sẽ là người giao bóng. Đó là lỗi giao bóng kép của Kenny. Lỗi giao bóng kép đầu tiên mà Kenny Bull mắc phải trong trận đấu này. 0-15.
tình huống phòng ngự rất tốt của Kenny. Đó là nỗ lực rất đáng khen của Linh Giang. Bất chấp việc tình huống xử lý cuối cùng của anh là không thành công, tuy nhiên nỗ lực di chuyển và cứu bóng vừa rồi của Linh Giang là rất đáng ghi nhận. Điểm 15 đều. Lỗi giao bóng 1 của Kenny. Bóng ngoài sân sau tình huống forehand vừa rồi của Linh Giang. Tiếp tục là lỗi giao bóng 1 của Kenny Boone. Tình huống tiếp xúc vợt rất không như ý của Phạm Minh Tuấn. 40-15 sẽ là ba cơ hội để có match point cho bộ đôi Văn Phương và Kenny Boone. Bóng chạm lưới và Kenny Boone sẽ thực hiện lại tình huống giao bóng 1 của mình. Đó là lỗi giao bóng 1 của Kenny. Và xử lý trên lưới tốt của Minh Tuấn. Điểm match point đầu tiên đã được bộ đôi Linh Giang và Minh Tuấn cứu. Lợi thế để có được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên ở nội dung đôi nam 2400 vẫn đang thuộc về Văn Phương và Kenny. Lỗi giao bóng 1 của Kenny. Trong game đấu thứ 10 này thì Kenny Boone đang thực hiện những tình huống giao bóng của mình không thật sự tốt. Bóng chạm lưới và Kenny sẽ thực hiện lại tình huống giao bóng 2 của mình. Tình huống xử lý trên lưới chính xác của Văn Phương. Chiến thắng cho bộ đôi Kenny Boone và Nguyễn Văn Phương.